Hello, xin chào cô bác chị em. Tiếp tục động cơ hôm nay mình quay giới thiệu đến cô bác anh chị em động cơ Isuzu hai máy nha. Đây là Isuzu hai máy. Con này là E249. À, em này là 0.4 92 lít. Đó, cái này cũng khá là mạnh nha. Bánh trớn bự nha cô bác chị em. Đây, em này có bơm nè. Cô bác cần bơm nâng hạ gì đó ha. Mua em này ha, ốc tán này vàng nín hết trơn nha. Đó, không sơn không dặm, bao gin bao đổ hơi. Đó, em này cô bác anh chị em có thể thay thế cho cái máy Honda ha, chạy xuồng chạy ghe gì đó các kiểu, hoặc là bơm nước gì đó rất là khỏe cô bác anh chị em ơi. Chỉ có cái bình nhỏ thôi là cô bác anh chị em đề khỏi quay khỏi bọng gì hết á. Đó, là cô bác anh chị em xài rất là ok. Đó, thay cho con máy xăng thì máy xăng của bác cho em tiền xăng nó rất là mắc hơn tiền dầu, với lại quán chị em chạy máy dầu nó cũng ít có tốn hơn, cho nên cái công việc mình làm đó nó cũng lợi nhuận hơn. Thì bữa giờ làm ăn khó khăn của bác chị em ơi, đó, mình lợi nhuận được tí nào thì mình tốt tí nấy thôi, chứ giờ rất là khó. Nhưng mình bán em máy này thì cũng không có lời nhiều, mấy trăm ngàn. Đó, nhưng mà mua đi kiếm đi lùng lội được cũng khó khăn lắm chứ không phải là đơn giản. Này cũng có đứa em ở trên thành phố đó, nó chia lại cho mình thôi chứ mình cũng không có thời gian lên trên đó mua nữa. Đó, mình dưới quê quá chị em, cho nên mình lên thành phố mình cũng không biết chỗ mua nữa, cho nên em mình nó chia lại cho mình đó. Ra mình bán lại cô bán cho em giá nó cũng hợp lý nha, nó cũng không có mắc lắm nha. Đó, ok, Isuzu hai máy cái chung ốc tán và nín luôn ha. Đó, có quạt gió luôn, cái mô sạc đầy đủ, dòng này có bơm trộn luôn nha cô bác chị em. Đó, bên em xài rất là mát máy nha. Em này thì dòng Isuzu Karte nó màu xanh, màu xám xanh ha, lốc máy vẫn màu đen thôi. Để máy cho cô anh chị em nghe ha, để máy đi con, chấm những cái cho nó chạy, cái nghe cái nó máy nó như thế nào. Máy đi thì thầm ha. Đó, của anh chị em là ghé vô bến đồ ha, để xuống dàn cầu á, ghé vô bến đồ phụ nữ đồ chạy cũng dễ, nhẹ nhàng y máy ha. Đó, có nhận đâu máy chính thời nha, không đủ hơi nha. Đó, em này thì nó cũng có tắt điện luôn. Anh em cô bác nào